Gia đình ông Dũng Lò Vôi gửi đơn Bộ Công an tố cáo thần y Võ Hoàng Yên. Ông Võ Hoàng Yên, mệnh danh là thần y, bị gia đình ông Dũng Lò Vôi tố cáo lừa đảo 135 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam, xác nhận đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên, người được cho là thần y, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung đơn nêu ông Võ Hoàng Yên tạm trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, là trụ trì chi hội Hưng An Tự. Quá trình chữa bệnh và làm công tác xã hội, ông Yên đã chiếm đoạt số tiền lớn. Riêng việc cứu trợ miền Trung lũ lụt, ông Yên đã công khai thiếu và có dấu hiệu chiếm đến 3,5 tỷ đồng. Quá trình đôi bên quen biết nhau, ông Yên thông báo cho vợ chồng ông Dũng Lò Vôi về việc thời gian qua nợ nần rất nhiều. Tuy nhiên, khi chuyển tiền, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi phát hiện người thực nhận là người nhà của ông Yên, có cha vợ, này, anh em, học trò, vân vân, với tổng số tiền lên tới 12 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, tổng số tiền ông Yên có dấu hiệu trục lợi là hơn 135 tỷ đồng. Trước đó, ngày 2 tháng 3, trong buổi đối chất ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những cáo buộc mà bà Hằng đã tố cáo mình. Đồng thời, ông Yên cũng tự nhận mọi hoạt động kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ thiện là do cá nhân mình tự thực hiện, chứ không hề liên quan đến Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam. Nương y Võ Hoàng Yên thừa nhận có nhận tiền từ gia đình ông Dũng Lò Vôi để hoạt động liên quan đến công tác xã hội, song ông phủ nhận việc trục lợi. Ngày 2 tháng 3, tại trụ sở Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Huỳnh Uy Dũng, tức là Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam, và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất về chuyện ông Yên bị vợ chồng ông Dũng tố cáo lừa đảo tiền cứu trợ, tiền xây chùa. Ăn chặn tiền cứu trợ, xây chùa. Tại buổi đối chất, không ít lần ông Dũng Lò Vôi gục mặt, đau đớn và chảy nước mắt khi nói về chuyện ông Yên chữa bệnh cho người nghèo. Trong suốt thời gian đối chất, ông Dũng luôn gọi người đang mình bị tố cáo lừa đảo là thầy, và giữ thái độ rất nhỏ nhẹ. Theo lời ông Dũng, trước kia ông rất kính trọng ông Yên và đã từng chủ động liên hệ để phối hợp làm việc từ thiện. Năm 2020, gia đình ông Dũng xây dựng ngôi chùa có tên là Hưng An Tự tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Quá trình xây dựng đã giao cho ông Yên trực tiếp quản lý tài chính, vật tư. Tuy nhiên, tại buổi khánh thành chùa, ông không nghe thông báo về số tiền đóng góp từ vợ chồng ông trị giá 4,4 tỷ đồng. Khi lũ lụt ở miền Trung, gia đình ông Dũng đã trao tiền mặt và vận động tài trợ tổng số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng chuyển cho ông Yên, nhưng khi tổng kết thì chỉ có 2,7 tỷ đồng. Tôi xem thầy Yên như người nhà và còn dặn con mình gọi thầy là cha nuôi. Tôi không muốn con tôi lao vào kiếm tiền. Tôi tính giao quỹ từ thiện cho con và khuyên con nên học theo nghề chữa bệnh để sau này đi làm việc thiện, xây dựng một trung tâm chữa bệnh để cứu giúp người khó khăn. Ông Huỳnh Uy Dũng nói. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng, vợ ông Dũng, cho biết những năm gần đây bà đã nói hết cho gia đình ông Yên, kể cả học trò của ông, việc vợ chồng bà tố cáo là để không ai tiếp tục bị lừa đảo. Tôi tâm nguyện rằng toàn bộ lợi nhuận vợ chồng tôi kinh doanh sẽ đem cống hiến hết cho xã hội. Tuy nhiên, tôi không cho phép ai đạp lên đạo lý biến tôi thành công cụ. Mới đây tôi phát hiện ra người thụ hưởng số tiền đó đều là người thân của ông Yên, gồm có cha vợ, em rể, cháu ruột, chị ruột. Tôi không bao giờ xúc phạm ai vô cớ. Nếu không phải lừa đảo thì làm sao người thụ hưởng số tiền này đều là người thân? Bà Hằng bức xúc như thế.
Phản hồi về những nội dung tố cáo, ông Võ Hoàng Yên xin 5 phút để bày tỏ tâm tư và liên tục nhắc đi nhắc lại cụm từ luật nhân quả, đồng thời kể về mối quan hệ giữa đôi bên. Thời gian qua, vợ chồng ông bà giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông bà xem tôi như máu ruột thịt. Ước mơ của tôi là xây dựng khu vườn thuốc nam. Tôi không đủ tiền nên cần có nhiều người tiếp sức và tôi gặp gia đình ông Dũng như là một nhân duyên. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tới nhà ông Dũng đang ăn chén súp thì nhận ngay được 1 tỷ đồng. Tôi mừng vì hơn 40 tuổi đầu bấm huyệt 14 năm không được cái gì, nay bỗng chốc có 1 tỷ đồng. Ông Yên chia sẻ, nói về việc bị tố trục lợi tiền cứu trợ lũ lụt, ông Yên phân trần là do sơ suất trong quá trình tổng kết tài chính. Tuy nhiên, ông Yên cũng cho rằng cùng với nhiều người khác đã đi cứu trợ 3 đợt với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Nếu như người dân ở huyện Tiên Phước và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam mà biết chuyện sẽ cảm động và thương tôi vô cùng. Họ chứng kiến việc tôi đi cứu trợ suýt bỏ mạng vì tôn bay ngang qua đầu. Về việc rời trung tâm chữa bệnh của ông Dũng, ông Yên nêu lý do là sức khỏe ông không bảo đảm, bệnh nhân quá đông và ông không thể làm hết việc. Ông cho rằng chưa lần nào đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền hoặc vay tiền từ vợ chồng ông Dũng. Nhưng sau đó, ông Yên thừa nhận thời gian qua đã nhận số tiền vài chục tỷ đồng từ ông Dũng. Bấy lâu nay, tôi nghĩ tiền ông bà chuyển cho tôi là tình thương, là Bồ Tát đưa ông đến với tôi. Tôi mừng vô hạn, hạnh phúc vô cùng. Ông Yên lý giải, vừa qua, ông Yên cam kết trả lại hết những gì nhận, mới nhất là vài tỷ đồng và giấy tờ nhà cho ông Dũng. Xin vài phút cuối buổi đối chất, ông Yên bày tỏ với gia đình ông Dũng. Ông bà nếu thương tôi, hãy coi tôi là đứa em khờ dại, không đủ khôn ngoan. Lẽ ra ông bà nên nói với tôi trước khi đưa ra dư luận như thế này. Bây giờ tôi đã đường xấu hổ lắm, hai người thân tôi phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã làm đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an và nhờ vào cơ quan pháp luật vào cuộc để làm rõ. Vậy sự thật mối quan hệ giữa vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và thần y Võ Hoàng Yên như ra sao? Gia đình ông Dũng, tức là Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên, người được cho là thần y, liên tục nhắc đi nhắc lại cụm từ luật nhân quả để đối chất với nhau. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên báo chúng tôi gửi câu hỏi đến hai bên liên quan. Phóng viên chúng tôi nói hỏi rằng mối quan hệ giữa đôi bên như thế nào? Ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam. Tôi tình cờ phát hiện ông Yên chữa bệnh cho người nghèo nên đã liên lạc và đề nghị cùng nhau làm việc thiện. Tôi xem ông Yên như người nhà và còn dặn con mình gọi ông Yên là cha nuôi. Tôi tính giao quỹ từ thiện lại cho con và khuyên con nên học theo nghề chữa bệnh để sau này đi làm việc thiện. Tôi không muốn con tôi phải lao vòng kiếm tiền nữa, từ đó xây dựng một trung tâm chữa bệnh để cứu trợ những người gặp khó khăn. Chi phí tôi sẵn sàng bỏ ra hết và trả lương cho nhân viên. Riêng ông Yên chỉ việc chẩn đoán, chữa bệnh miễn phí. Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, trong những năm gần đây, tôi đã lo toan hết cho gia đình ông Yên, kể cả học trò của ông nữa. Ai thiếu nợ, ai khó khăn, tôi đều giúp đỡ hết. Tôi tâm nguyện rằng toàn bộ lợi nhuận vợ chồng tôi kinh doanh sẽ cống hiến hết cho xã hội. Tuy nhiên, tôi cũng không cho phép ai đạp lên đạo lý biến tôi thành công cụ như thế này.